Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cô sẽ sửa đề thi số 6 của bộ đề ôn học kỳ 2 của lớp 10. Thì ở video clip lần này cô sẽ sửa 4 bài đầu tiên, còn ở video tiếp theo cô sẽ sửa 2 bài hình còn lại. Thì bây giờ mình sẽ sửa bài đầu tiên. Bài 1 người ta yêu cầu mình giải các bước phương trình và phương trình sau. Câu A. X bình cộng 3x cộng 2 chia cho x bình cộng 5x trừ 6 lớn hoặc bằng 1. Rồi bài này thì mình cứ chuyển hết sang phía trái, sau đó mình sẽ thu gọn. Để sao cho bên phía phải nó sẽ bằng 0, x bình cộng x cộng 2 chia cho x bình cộng 5x trừ 6 thì trừ đi 1 sẽ lớn bằng 0. Tương đương x bình cộng 5x trừ 6. Rồi bên trên nó sẽ là x bình cộng 3x cộng 2 trừ đi cho x bình trừ 5x trừ 6 thì sẽ lớn hoặc bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ rút gọn. 3x trừ 5x trừ 2x 2 trừ 6 trừ 4. Và bên dưới sẽ là x bình cộng 5x trừ 6 lớn hơn bằng 0. Bây giờ mình sẽ đi xét dấu cho cả tử và mẫu. Và muốn đầu tiên muốn xét dấu thì mình phải biết được tử nó ra nghiệm là bao nhiêu và mẫu nó ra nghiệm là bao nhiêu. Ta có trừ 2x trừ 4 bằng 0 thì tương đương trừ 2x bằng 4. Thì x sẽ bằng trừ 2. X bình cộng 5x trừ 6 bằng 0 thì tương đương, mình sẽ bấm máy ra hai nghiệm, x bằng 1 hay là x bằng trừ 6. Rồi bây giờ mình sẽ có bảng xét dấu. Xét dấu thì mình sẽ xét tử, xét mẫu và sau đó là xét nguyên cái vế trái của mình. Ở đây là x, ở đây là trừ vô cùng, cộng vô cùng. Ở giữa là các cái nghiệm sẽ đặt theo thứ tự từ trái sang phải, từ thấp đến cao. Trừ 2, trừ 6, trừ 2 và 1. Đầu tiên là tử, trừ 2x trừ 4, mẫu, x bình cộng 5x trừ 6, và cuối cùng là vế trái. Rồi, trừ 2x trừ 4 thì nó sẽ bằng 0, thì x bằng trừ 2. Rồi với hai giá trị là trừ 6 với 1 thì nó ra một số, nên mình sẽ để là một đặt. X bình cộng 5x trừ 6 thì nó sẽ bằng 0, tại hai giá trị là 1 và trừ 6. 0, 0. Còn tại giá trị trừ 2 thì nó sẽ ra một số, mình để một gạch. Rồi với trái của mình, tại giá trị bằng trừ 6 thì trừ 6 là bên dưới mẫu. Thì đó mẫu bằng 0 thì phân số mình sẽ không xác định, cho nên mình sẽ để là hai gạch. Còn tại giá trị trừ 2 thì là cái tử bằng 0 nên sẽ bằng 0. Tương tự với 1, 1 thì nó cũng giống như trừ 6, nó sẽ làm cho cái mẫu bằng 0. Không xác định thì sẽ để hai gạch. Rồi bây giờ mình sẽ đi xét dấu từ từ. Trừ 2x trừ 4 là đa thức bậc nhất, cho nên mình sẽ xét dấu theo quy tắc là trái trái phải cùng. Nghĩa là bên phải cùng dấu với A và bên trái sẽ là trái trái dấu với A. A của mình đang là trừ 2 nè. Trái trái phải cùng. Thì bên đây phải nè. Trừ. Trừ, đây là cộng. Rồi, x bình cộng 5x trừ 6 là tam thức bậc 2. Mình sẽ xét dấu theo quy tắc là trong trái ngoài cùng. Bên ngoài cùng dấu với A. Bên trong sẽ trái dấu với A. A của mình đang là 1, mình sẽ là dấu cộng. Thì bên ngoài sẽ cùng dấu với A. Trừ, trừ, cộng. Rồi, bây giờ mình sẽ xét dấu vế trái. Trừ với cộng thành trừ. Trừ với trừ thành cộng. Cộng với trừ thành trừ. Và cộng với cộng thành cộng. Để bài yêu cầu mình là lớn hoặc bằng 0 thì mình sẽ xét những cái đoạn nào lớn hoặc bằng 0 thôi. Đây, trừ 2 đến 1. Trừ vô cực đến trừ 6. Ở đây trừ 6 thì mình không biết là phải ghi ngoặc nhọn hay ngoặc vuông thì mình nhìn xuống. Vế trái của mình nếu nó không xác định tại trừ 6 thì mình sẽ ghi ngoặc tròn. Tương tự bên đây.
trừ 2 thì xác định, tại vì trừ 2 thì vế trái sẽ là bằng 0 nên mình vẫn nhận được trừ 2, nhưng còn 1 thì là không xác định nên mình sẽ để ngoặc tròn. Câu B, giải phương trình căn của trừ x bình cộng 2x cộng 24 sẽ bằng 3 cộng 2x. Rồi ở đây sẽ là dạng là căn A bằng B, thì mình cứ bình phương lên, bình A sẽ bằng B bình, sau đó mình giải nghiệm ra. Sau khi mình giải nghiệm rồi, mình thế lên lại đề bài, mình coi cái nghiệm nó, nếu nó thỏa thì mình nhận, còn nếu nó không thỏa thì mình loại. Tương đương trừ x bình cộng 2x cộng 24 thì sẽ bằng với 3 cộng 2x tất cả bình. Rồi tương đương bình phương lên. Sau khi bình phương rồi thì mình khai triển ra 9 cộng 12x và cộng cho 4x bình, sau đó chuyển hết sang vế trái mình giải phương trình khai bình thường. Trừ 5x bình trừ 10x cộng 15 bằng 0. Rồi sẽ mở máy tính ra tính được hai nghiệm. Là x sẽ bằng 1. Hay x của mình nó bằng trừ 3. Rồi sẽ mình đem 1 và trừ 3 thế lên. À, với x bằng 1 thì mình sẽ bấm máy tính nguyên cái căn luôn. Căn bên trái sẽ là trừ trừ của 1 bình cộng 2 nhân 1 cộng 24 thì nó bằng 5. Ở bên phải của mình là 3 cộng 2x. Nó cũng bằng 5 cho nên là trừ giá trị là 1 mình sẽ nhận. Còn với giá trị trừ 3 thì khi cô thế sang bên vế trái là căn của trừ trừ cho trừ 3 tất cả bình cộng 2 nhân trừ 3 cộng 24 thì nó sẽ ra 3. Và bên phải là 3 cộng 2x mà trừ 3 thì nó sẽ ra trừ 3, mà 3 thì không thể nào bằng trừ 3 được, cho nên là giá trị này phải loại đi. Rồi, vậy S của mình bằng 1 thôi. Sau đó thì mình sẽ đi sang bài 2. Bài 2 yêu cầu mình định các giá trị của tham số M để bước phương trình sau luôn có nghiệm đúng với mọi số thật x. Nghĩa là cái bước phương trình này nó luôn có nghiệm là với mọi x thuộc R. Đó, trường hợp 1 thì mình cũng phải xét a bằng 0 trước. M trừ 2 bằng 0 thì tương đương mình sẽ có được là m bằng 2. Sẽ mình thay vào sao, đặt cái này là sao đi, sao sẽ tương đương. Mình xem coi sao nó có đúng không khi m bằng 2. Thì m bằng 2 thì m trừ 2 mình bằng 0, khi đó là trừ 2 nhân m cộng 3 nhân x là trừ 2, nhân cho 2 cộng 3 là trừ 2 nhân 5 là trừ 10x. 2 cộng 3 mình làm bé không, đây là điều vô lý, tại vì một cái đa thức bậc nhất là mình sẽ không xét được là nó lớn hơn không hay nó bé hơn không khi nào hết. Rồi cho nên mình sẽ bỏ trường hợp này. Trường hợp 2, m trừ 2 khác 0 tương đương là m khác 2. Rồi m khác 2 thì cô sẽ đặt fx là cái vế trái của mình. Fx bằng m trừ 2 x bình trừ 2 nhân m cộng 3x và cộng cho m cộng 3. Bây giờ mình cần làm là mình cần phải xét fx bé hơn không khi nào. Fx sẽ bé hơn không khi a của nó bé hơn không và delta của nó bé hơn hẳn không. Đó, mình nhớ. Còn khi mà bé hoặc bằng không á thì chỗ delta này mình được quyền thêm bé hoặc bằng không nha. Rồi bây giờ mình giải bình thường thôi. A của mình m trừ 2 bé hơn 0, delta mình xét delta phẩy luôn đi, m cộng 3 tất cả bình trừ m trừ 2 nhân m cộng 3. Tương đương thì mình sẽ có m bé hơn 2, mình khai triển ra m bình cộng 6m cộng 9 trừ m bình trừ 3m cộng 2m cộng 6 sẽ bé hơn 0. Điều này sẽ tương đương với m bé hơn 2 vẫn giữ nguyên nè. M bình trừ m bình thì mất. 6m trừ 3m là 3m. 3m cộng 2m là 5m. 9 mà cộng 6 15 bé hơn 0.
Rồi, vậy thì mình sẽ có tương đương là m bé hơn 2 và m sẽ bé hơn trừ 3. Mà m bé hơn 2 và m bé hơn trừ 3 thì mình sẽ chọn cái nhỏ hơn, nên mình sẽ chọn m bé hơn trừ 3. Rồi so sánh lại thì mình chỉ còn m bé hơn trừ 3 thôi, vậy m bé hơn trừ 3. Tiếp theo thì mình sẽ đến với bài 3. Thì bài 3 này là dạng bài khai triển nhị thức Newton. Người ta yêu cầu mình khai triển cái biểu thức mũ 4 sau. Thì đầu tiên mình cô sẽ nhắc lại công thức khai triển của A cộng B tất cả mũ 4. Nó sẽ là A mũ 4 cộng 4 A mũ 3B cộng 6 A bình B bình cộng 4 AB mũ 3 và cuối cùng là cộng B mũ 4. Rồi đề bài của mình là 3 căn x trừ cho 1 phần căn x mũ 4, thì khi đó A của mình nó chính là 3 căn x, B của mình nó chính là trừ 1 phần căn x, nhớ lấy luôn dấu. Mình sẽ thế vào công thức thôi. 3 căn x trừ cho 1 phần căn x tất cả mũ 4 bằng A mũ 4 3 căn x tất cả mũ 4 cộng 4. Các bạn lưu ý nhé, bỏ vào trong ngoặc. 3 căn x tất cả mũ 3 nhân B là trừ 1 phần căn x cộng 6 3 căn x tất cả bình nhân B là trừ 1 phần căn x tất cả bình cộng cho 4 nhân cho 3 căn x nhân cho trừ 1 phần căn x tất cả mũ 3 và cuối cùng là trừ 1 phần căn x tất cả mũ 4. Rồi, bây giờ mình sẽ khai triển theo số trước. 3, mình lấy 3 mũ 4 trước. 3 mũ 4 chính là 81 căn x mà tất cả mũ 4 thì nó sẽ là x bình, là 81 x bình. Ở bên đây nhân số nè, 4 nhân cho 3 mũ 3 nhân cho trừ 1, 4 nhân 3 mũ 3 nhân trừ 1 sẽ là trừ 108. Rồi căn x mũ 3 mà chia căn x thì sẽ còn căn x bình, căn x bình thì chính là x. Bên đây 6 nhân cho 3 bình nhân cho trừ 1 tất cả bình nó sẽ là cộng 54. Rồi căn x mà tất cả bình chia cho căn một chia cho căn x tất cả bình thì chính là một, mất luôn. Rồi bên đây 4 nhân 3 nhân cho trừ 1 tất cả mũ 3 thì ta sẽ là ra trừ 12. Căn x mà chia cho căn x tất cả mũ 3 thì nó sẽ còn 1 phần căn x tất cả bình, 1 phần căn x tất cả bình nó chính là 1 phần x, thì là trừ 12 phần x. Rồi cuối cùng, trừ 1 mũ 4 là 1 rồi. Căn x mà tất cả mũ 4 nó chính là x bình. Tiếp theo thì mình sẽ đến với bài 4. Bài 4 là bài xác suất. Câu A, người ta hỏi là có một hộp chứa 3 viên bi xanh, 3 xanh, 5 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Người ta kêu là sẽ lấy ngẫu nhiên 8 viên bi, 8 viên bi. Người ta yêu cầu mình tính xác suất của cái biến cố là các viên bi được chọn có đúng hai màu. Thì đầu tiên mình phải biết được là cái không gian mẫu của mình đã. Câu A, xét không gian mẫu trước. Không gian mẫu của mình tất nhiên sẽ là lấy ngẫu nhiên 8 viên bi. Trong cái đống viên bi này, trong cái đống này mình sẽ có là 7 cộng 3 là 10, 10 cộng 5 là 15, và chọn 8 viên bi trong 15 viên bi ngẫu nhiên thôi. Tại cái việc chọn này là mình không có xếp thứ tự, mình cứ bốc lên thôi, cho nên sẽ là C 8 15. Biến cố của mình chính là các bi được chọn có đúng hai màu. Biến cố các bi được chọn có đúng hai màu. Nghĩa là nó chỉ chia ra được trong trường hợp đầu tiên là xanh đỏ nè. Xanh đỏ, xanh đi với đỏ. Hoặc là xanh thì đi với vàng. Và cuối cùng sẽ là đỏ đi với vàng.
Rõ ràng. Này mình kẻ bảng ra cho nhìn dễ nhìn. Đầu tiên sẽ là xanh, cô sẽ xét xanh với đỏ trước. Xanh với đỏ thì nếu xanh một viên thì đỏ, đỏ phải là 7 viên, đỏ phải là 7 viên. Đỏ 7 viên thì trường hợp này không lấy được, tại vì đỏ mình có tối đa 5 viên à, cho nên trường hợp này bỏ. Trường hợp này mình tăng lên. Xanh 2, xanh mà 2 thì đỏ phải là 6. Đỏ 6 cũng cũng loại luôn, tại vì mình chỉ có 5 viên đỏ à. Cuối cùng là trường hợp này sẽ là 3 xanh. 3 xanh để đi đi được với 5 đỏ. 3 xanh 5 đỏ. Mà trường hợp này có một trường hợp duy nhất là 3 xanh 5 đỏ thôi. Rồi, tiếp theo là xanh vàng. Mình có xanh với vàng. Xanh. Vàng. Xanh, nếu một xanh thì mình sẽ có được 7 vàng. Sẽ lấy được một xanh, 7 vàng. Nếu xanh tăng lên 2, 2 xanh thì vàng phải giảm xuống 1, 6 vàng. Nếu xanh tăng lên 3 thì vàng phải giảm xuống 2. Vậy là 5, rồi vẫn vẫn đủ là 8 viên. Rồi xanh là tối đa 3 viên rồi, cho nên là đến đây mình sẽ có 1, 2, 3 trường hợp. Và cuối cùng sẽ là trường hợp của đỏ vàng. Đỏ vàng. Đầu tiên là đỏ, cứ bắt đầu từ số 1 trước, một đỏ. Một đỏ thì sẽ có 7 vàng. Vậy thì hai đỏ sẽ có 6 vàng. Ba đỏ hiểu 5 vàng. Bốn đỏ thì 4 vàng. Năm đỏ thì sẽ được 3 vàng. Rồi 5 viên đỏ đến đây là hết rồi, tại vì đỏ nó có 5 viên rồi, đến trường hợp là 5 rồi. Rồi giờ mình sẽ có các trường hợp sau. 3 xanh 5 đỏ, 1 xanh 7 vàng, 2 xanh 6 vàng, 3 xanh 5 vàng và 1 2 3 và 5 trường hợp bên đây. Thì mình sẽ tổng cộng là có 9 trường hợp. Rồi mình sẽ tính từng trường hợp thôi. Đầu tiên là 3 xanh 5 đỏ, chọn 3 xanh trong, vậy là C33 nhân cho 5 đỏ, C55 luôn. Rồi. 1 xanh 7 vàng, 1 xanh C13 7 vàng C77. 2 xanh C23 nhân C67 và tương tự là C33 nhân cho C57. Đến trường hợp cuối, 1 đỏ C15 7 vàng C77. Rồi giảm xuống bình thường C25 thì nhân cho C67. C35 thì nhân cho C57. C45 nhân cho C47 và cuối cùng là C55 thì nhân cho C37. Sau mình cộng tất cả các trường hợp lại thì cô sẽ tính ra được cái xác suất là bằng số trường hợp của biến cố chia cho cái không gian mẫu, thì cô sẽ tính ra được là 541 phần 6435. Tiếp tục câu B, người ta nói là lớp 11A có 21 học sinh giỏi toán, 16 học sinh giỏi lý và 11 em không giỏi toán và cũng không giỏi lý. Người ta kêu mình chọn hai học sinh để tham gia dự án và biết là mình yêu cầu tính cái xác suất của biến cố là chọn được hai em giỏi cả hai môn toán và lý, biết là lớp có 40 học sinh. Vậy thì cái không gian mẫu của mình chính là chọn hai học sinh trong 40 học sinh rồi. Và cái biến biến cố mình là chọn hai học sinh giỏi cả môn toán và lý. Giờ mình phải biết là số học sinh giỏi môn toán và lý bao nhiêu. Thì cái đó mình chỉ cần C2 của cái số học sinh đó là xong. Thì bây giờ mục tiêu của mình là sẽ đi kiếm cái số học sinh giỏi cả hai môn toán và lý. À, mình kẻ cái này ra cho dễ nhìn. 21 học sinh giỏi toán, 16 học sinh giỏi lý. Như vậy nếu như mình không biết, thí dụ bên đây là toán nè, đây là toán, bên đây là lý, bên ở giữa này chính là giỏi toán và lý nè, toán và lý. Rồi người ta có yêu cầu là
Ở đây có 11 em không giỏi toán mà cũng không giỏi lý. Như vậy thì biết lớp có 40 học sinh, vậy số học sinh giỏi toán, giỏi toán và lý, và giỏi lý chính là 40 trừ cho 11 là 29 em. Đó, 29 em chính là số học sinh chỉ giỏi toán, số học sinh giỏi cả hai môn và số học sinh chỉ giỏi lý. Mình chia thành 3 phần màu rồi, bên này là chỉ giỏi lý thôi. Bây giờ chính là giỏi cả hai môn. Rồi, mục tiêu của mình là sẽ đi kiếm cái màu xanh lá. Người ta cho là học sinh gì vậy, nếu cô sẽ gọi ít là số học sinh giỏi toán thôi, chỉ giỏi toán thôi. Ý là số học sinh chỉ giỏi toán. Z nè là số học sinh giỏi toán và lý, và Y là số học sinh chỉ giỏi lý. Thì mình sẽ kiếm cái phương trình coi, mình giải tính ra X, Y, Z. 21 học sinh giỏi toán nghĩa là X cộng Z thì sẽ bằng 21. Tại vì số học sinh giỏi toán và lý thì nó cũng giỏi toán mà. X cộng Y sẽ bằng 20, X cộng Z bằng 21. Tiếp tục 16 học sinh giỏi lý nghĩa là Z cộng Y thì bằng 16. Y cộng Z bằng 16. Ngoài ra mình còn biết là 29 em mình là chỉ giỏi toán, giỏi toán và lý, và chỉ giỏi lý, cho nên là sẽ là X cộng Y cộng Z thì bằng 29. Mình bấm máy mình giải hệ phương trình ba ẩn ra, mình tính ra được X, Y, Z. X của cô sẽ tính ra được 13, Y ra 8 và Z ra 8. X 13, Y bằng 8 và Z bằng 8. Như vậy thì số học sinh giỏi cả toán và lý là 8 học sinh. Thì bây giờ là biến cố mình lại chọn hai em trong 8 em. Trong 8 em giỏi cả hai môn toán và lý nè, thì là xong. Đầu tiên là không gian mẫu. Không gian mẫu chính là chọn hai học sinh trong 40 học sinh. Chọn hai học sinh trong 40 học sinh là C240. Rồi biến cố. Biến cố của mình là chọn được hai em giỏi cả hai môn toán và lý. Toán và lý là C28. Vậy xác suất của mình chính là bằng C28 chia cho C240. Rồi mình bấm máy tính thì mình sẽ tính ra được là 7 phần 195.